Do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh COVID-19, nhiều tháng nay, giá cá tra thương phẩm ở Đồng Tháp liên tục lao dốc kéo dài, khiến cho người sản xuất cá tra lao đao vì thua lỗ. Theo các hộ nuôi, giá cá tra thương phẩm có trọng lượng từ 0,7 đến 0,9 kg một con chỉ dao động ở mức 18.000 đến 18.500 đồng một kg. Với mức giá này, người nuôi bị lỗ khoảng 3.300 đồng đến 4.300 đồng một kg. So với cùng kỳ năm 2019, giá cá tra thương phẩm có chiều hướng giảm sâu từ 10.500 đến 11.000 đồng một kg. Theo thống kê, toàn tỉnh Đồng Tháp hiện có 368 cơ sở nuôi cá tra thương phẩm với diện tích mặt nước hơn 1.350 ha. Hiện nông dân trong tỉnh đã xuất bán hơn 200 hectare, sản lượng thu hoạch hơn 79.000 tấn. Theo ngành nông nghiệp, do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nên thị trường xuất khẩu cá tra không thuận lợi, dẫn đến giá bán cá tra nguyên liệu sụt giảm mạnh.